người thật việc thật mà ảnh làm sao mình có chia sẻ vậy nha. Là anh Tứ lăng 89 nè, đây đây mình cũng chia sẻ với con nông dân mình luôn nè, lăng 89 là đúng không, là H3PO4 nè, H3PO4 tinh thiết. H3PO4 là cái dạng lăng là lăng tinh thiết, lăng lưu dẫn hai chiều, cây của chúng ta nó không có làm cho cây nó bị chết, nó dễ hấp thu, cây của chúng ta dễ hấp thu, và nó tứ ở dưới gốc á nó sẽ lưu dẫn hai chiều là đi lên, nó lên trên thân và trên lá cho cây của chúng ta. Còn đối với trường hợp mà lăng á mà nó thuộc về cái dòng mà H3PO3 đó, đó là cái lăng mà để gọi là nó dễ bị chết cái cây trồng của chúng ta, là chết là có nghĩa là làm cho cái cây nó dễ bị si cây nè, si cạn kiệt cái cây nè đó. Còn về cái lăng của bên Nam là lăng dạng H3PO4 là cái lăng tinh thiết nha quý con. Thì anh Tứ đây là lăng nè, rồi 16-10-10 nè, đây thì anh Tứ sao mình có chia sẻ vậy à, đây nè nè 16-10-10 trong một hộp một ký thì nó sẽ có 4 gói nhỏ, gói 250g bạc thầy cá bông nè, à, đây 4 gói nhỏ này nè là 1 ký đó anh Tứ. Bây giờ dồn một bịch nữa chưa, trời phẹt ơi, đây nè đủ thứ hết trơn nè, cái gì mà hu miết giờ vọng gì nó tá lả tâm tin nha quý con ơi. Thôi vô chào tất cả mọi người nhé. Thì năm nay mọi người, năm nay là cái thời tiết mà năm nay nắng nó nóng hơn mọi năm rất là nhiều, thì thành ra thì giai đoạn mà làm bông á thì Nam cũng có chia sẻ cái clip về những cái clip trước á, thì Nam cũng khuyên những tất cả bà con nhà vườn chúng ta trong cái khoảng thời gian này nè là mình tạo mầm hoa thì mình cũng phải tưới nước chừng dùm cho Nam. Ví dụ như cỡ khoảng 2 hoặc là 3 ngày đó, hoặc là 4 ngày cũng được quý con. Mình xả cái bét mình tưới sương sương lại dùm cho Nam cái, xong rồi bắt đầu mình ngưng nữa, khoảng 3 ngày sau mình tưới nước nữa quý con. Như chẳng hạn giai đoạn này nè, nếu mà mình làm bông đúng không, mà bà con nông dân chúng ta mà cắt nước tầm khoảng từ 10 ngày hoặc là nửa tháng đi, là cây của chúng ta nó chịu không nổi, quá nắng rồi, con người mà chịu không nổi, làm sao mà tới cái cây chịu nổi quý con. Thành ra là nhiều khi mà mình cắt nước vậy nó dẫn đến tình trạng là cây của chúng ta có thể là nó bị đỏ lá rất là nhiều luôn đó. Thì như chẳng hạn là vườn này thì ông anh ổng cũng tứ gốc tạo mầm nè, ổng tứ cả, thậm chí năm nay là ổng chơi luôn cái 16-10-10 với cái lăng luôn, lăng 89 luôn đó. Thì ở đây thì miếng này là rơi vào tầm khoảng là 700 mấy gốc, ảnh tứ là 20 kg 16-10-10 cộng thêm là 10 gói lăng 89 nữa anh Tứ nữa. Thì anh Tứ xong rồi thì anh xịt cái bộ làm bông thì gồm có là 16-10-10 MKB, rồi ra qua đồng loạt anh xịt được hai cử rồi, là bữa nay là cử hai, bữa nay là hình như là được 3-4 ngày đó, thì bắt đầu là cây nó đã nhú rồi nè, nó nhú bông ra hột gạo lên gai rồi. Thì về cái vấn đề nước á thì Nam cũng chia sẻ với con dân mình đó là cỡ khoảng 2-3 ngày đó mình cố gắng mình tưới sương sương lại dùm cho Nam cái, không có cần tưới quá nhiều đâu, mình tưới vừa phải thôi, mình tưới vừa cho cái cây của mình nó có độ ẩm. Và thứ hai nữa là cái tháng mùa nắng này nè, cây của chúng ta cái nhựa, cái mặt nhựa của cái cây á nó không có bị khô thì cây nó sẽ dễ ra bông hơn, ra mầm nó dễ hơn. Còn đối với trường hợp mà mình cắt nước mà đất mình nó trắng luôn nha thì cái cây của mình nó sẽ khô đi cái mặt nhựa, thì nó dẫn đến là cây của chúng ta nó ra bông nó sẽ rất là khó ra bông. Thành ra là Nam cũng khuyến khích rồi với con nông dân chúng ta đó là cố gắng khoảng 2-3 ngày chúng ta tưới nước lặng lặng nhìn cho Nam. Thì về còn cái vấn đề nữa là gì, khi mà mình muốn để cho cây mình nó ra bông được gọi là ổn đó, thì vừa rồi thì Nam cũng có làm chia sẻ một clip đó là khi mà quý con nông dân chúng ta phun tạo mầm xong rồi á thì chúng ta nên rải phân hữu cơ để cho nó trung hòa lại với nhau, để nhằm mục đích là gì, cho cây của chúng ta nó bật ra được cái lượng bông nó nhiều. Như vườn này là chắc vài bữa nữa là bắt đầu anh sẽ rải phân hữu cơ, thì anh xịt thêm cử 3 nữa, thì Nam sẽ chia sẻ với ảnh là xịt cử 3 là có thể là 16-10-10 ra qua đồng loạt nè với cái chai siêu dột qua 79, xong rồi cỡ khoảng 3-4 ngày sau bắt đầu rải phân hữu cơ. Thì Nam rải ở đây á thì ảnh sẽ rải công thức là hữu cơ quả cầu lửa 068 cộng với cái bu mát sa băng và cộng luôn cả thậm chí 20-20-15, và ảnh sẽ cộng luôn cái humic nữa quý con để cho nó cải tạo kích thích cái bộ rễ lại đó. Thì cái công thức ảnh rải á, thì tổng thể vườn này thì ảnh rải cỡ khoảng tầm khoảng là 20 bao hữu cơ quả cầu lửa 068 cộng với 3 bao bu mát sa băng,
3 bao 20-20-15 và khoảng 10 cho đến 15 kg humic, anh sẽ trộn đều lại nhau. Anh gãi một gốc này tầm khoảng từ 1 kg rưỡi cho đến 2 kg thì cũng tùy vào cái cây để mình gãi luôn. Để nhằm mục đích là gì? Cho cái cây của chúng ta nó ra được cái gọi là cái lượng mầm nó được mặt nó bự. Như quý con nông dân mình thấy là hiện tại giờ nè. Đầu là nó nhú nè, xịt có mới có cử hai à, một số thì nó nhú mặt bự, một số thì hiện tại giờ là nó ra hình thức là cái hột gạo. Đây, cái hột gạo là như thế này. Nhiều khi mọi người hỏi Nam là cái hột gạo là sao, thì đây nè, thấy chưa, đây nè đó. Thì nói chung là giai đoạn này nè là bắt đầu nó tức mình rồi nè, bắt đầu là nó sẽ có xuất hiện ra cái hiện tượng nó nhú ra cái hột gạo, nó ra bông đó. Giai đoạn này là giai đoạn để chúng ta thúc cái dinh dưỡng vào để giúp cho cái cây của chúng ta nó rút được cái lượng, gọi là nó ra được cái lượng bông nó được nhiều và đạt cái được cái chất lượng cho cái con nhà vườn chúng ta. Đây thì nói chung là tưới nước trồng sàn với con. Đây nè, những con nông dân mình xem nè, đất nè vẫn còn có độ ẩm nữa không, vẫn còn độ ẩm nè đó. Tại vì giai đoạn này là không có cắt nước hoàn toàn được, nếu mà giai đoạn này cắt nước luôn là cây nó sẽ bị đỏ lá nhiều rồi nha, nó đỏ lá nhiều đó. Thì đó là cái vấn đề mà Nam muốn chia sẻ cho quý con nông dân nhà vườn của chúng ta. Thì cũng có thể là mình tùy theo nhà vườn để mình làm cho nó hiệu quả. Thì ở đây thì ảnh như thường thường một số vườn khác á, thì Nam khuyến khích là tưới 16-10, nhưng mà vườn này thì ảnh mới vừa thu hoạch xong rồi thì bắt đầu ảnh quay lại làm bông luôn. Thì thành ra là ảnh tưới thêm cái dòng lăng 89. Thì cái dòng lăng 89 á, là của bên Nam là H3PO4, thì nó là cái dòng lăng tinh thiết, thì nó sẽ đi xuống ở dưới, mình tưới ở dưới gốc nó sẽ lưu dẫn lên trên thân, nó là dòng lăng lưu dẫn hai chiều nữa con. Thì cây của chúng ta nó sẽ giúp cho cái dàn, gọi là cái dàn lá của chúng ta nó không còn đi đọt nữa, nó đứng cái dàn đọt lại mà được cái là gì, cái lá nó xanh. Đây, cái lá nó xanh đậm luôn, cái con nông dân mình có thể xem nè, cái dàn lá nè nó xanh đậm luôn nè. Nó xanh mà cả thậm chí nó dày cái bộ lá lại, nó không có ảnh hưởng về cái quá trình cây của chúng ta đó, bình thường đúng không? Đây dàn lá nhú nhiều rồi đó. Đây nhú hột gạo nè. Nhú à. Nhiều lắm, đây nè, đây dưới đây nè, nguyên chùm luôn nè. Ổn rồi. Cái này vuốt cứ ba cái giải phân được nè. Làm cũng sớm đi. Đây, anh chủ nhà vườn. Đấy, mình hỏi ảnh này năm vừa rồi thu hoạch được nhiêu tấn nữa rồi. Năm vừa rồi thu hoạch được nhiêu anh? Nhiêu tấn? Đây, không, mình nói với nhiều khi bà con nhà vườn chúng ta cũng nhiều khi cũng hỏi Nam á là vườn này là thu hoạch tổng là nhiêu tấn. Đó. Nói chung là mình cũng chia sẻ với con nông dân mình luôn, thì vườn này là 700 mấy gốc thôi. Nhưng mà vụ vừa rồi thì ảnh thu hoạch cũng gọi là hơi khá khá, nhưng mà có điều là giá nó không được gọi là đỉnh thôi, nhưng mà về cái năng suất á thì năm nay tổng thể vườn là nó cũng gọi là quá ok luôn, nhưng mà về cái giá thì nói chung không được cao như mọi năm. Tại vì thường thường mỗi năm á là rơi vào khoảng là tháng 2 á, thì trong tháng 2 thì nó còn giá, bước qua tầm khoảng từ mùng 10 gầm tháng 3 á, thì giá nó bị hạ nhiệt xuống lại, nhưng mà năm nay thì nó chỉ ăn được cái tháng giêng là giá đỉnh điểm cao, còn vô tháng 2 với tháng 3 là bắt đầu kinh cái đà, trên cái đà đi xuống. Bởi hình ra là năng suất thì nó cao đó, nhưng mà cái giá thì nó không lại được mong muốn đó. Thì cả thậm chí luôn Nam cũng chia sẻ luôn, vườn của Nam cũng vậy đó. Vườn của Nam là cũng năm nay cũng năng suất là cũng ra khá đó, mà rút cuộc lại cái giá thành năm nay lại không được theo như ý muốn. Thì nói chung là cái thị trường thì quý bà con nông dân mình biết rồi, giá cả thì nó phụ thuộc vào cái nguồn ở bên kia đó, bên kia họ tiêu thụ mạnh thì giá cả nó sẽ cao, còn bên kia mà tiêu thụ mà gọi là nó hơi yếu đi thì cái giá nó sẽ yếu luôn. Rồi thành ra mình cũng phải phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố nữa. Đây thì hôm nay thì bắt đầu mình làm lại vụ mới nữa,
để canh mình bán như giai đoạn này làm á, thì giai đoạn này làm á là nó ba sẽ bán gọn vào tháng 8. Vườn mình á, tại vườn này là vườn cây già rồi, nó không phải cây tơ nữa. Rồi bán đây muối ăn. Đâu xi cây đó, cái lá con nó ra nó già luôn rồi, nó không có lụa được. Nó già ngang hông luôn. Cây từ đó giờ tao có xài lên đâm chín rồi. Từ bấm vô cái chục ký cái làm gì nó hơi mám mà. Nó ra cái lá nó già luôn rồi, nó không có qua giai đoạn lụa được. Giờ nó cứ ngắt luôn nó vậy đó, xanh đậm luôn. Cây này bây giờ gãy phân vô đi chăng nữa là gãy phân vô tầm khoảng từ nửa tháng sau nó mới chịu ra đọt. Vậy nó mới ngon. Ừ, chứ cây này ra nó sẽ đẩy cái lượng bông rồi xong rồi nó mới đi đọt. Lúc dạ. Đó mình kéo bông á nó mới đi đọt. Ừ. Tại vì cái dàn lá này nó cái chót lá nó hiện tại giờ nó xanh đậm luôn rồi. Chung cái lăng 89 nó là cái lăng 89 thuộc về hình thức là lăng tinh thiết, bởi vì ra là khi mà tưới ở dưới gốc á nó sẽ lưu dẫn lên trên thân trên lá luôn. Nó lưu dẫn hai chiều. Giống hệt như lăng 89 của bên em là giống hệt như thằng iPhone vậy đó. iPhone á nó lưu dẫn hai chiều á. Này bây giờ quốc cử ba. Quốc đi chứ ơi. Chấp đi chứ. Đâu gì chứ ơi. Đi chứ. Trời ơi giờ 7 rồi hả? Tại vì nhiều khi với con nông dân phải không? Tại sao mà thường thường á Nam đi vườn á, Nam kêu những anh chủ nhà vườn mình á đi trước đi, Nam đi sau. Ví dụ như mình thử lửa với con. Nhiều khi ví dụ như anh chủ nhà vườn đi trước có chuyện gì ảnh hưởng trước đi, mình đi sau rồi nó dễ hơn. Đó. Biết đâu rồi đi sau cái nó bẩm nó lại chứ không. Vú nhiều quá nè. Vú hột gạo nhiều lắm rồi. Bữa nay là nó bật ra nè. Mà thịt thứ hai bữa nay cũng như này à. Thứ tư bữa nay cũng gần giáp tuần. Thứ tư hả? Bữa nay bữa nay thứ hai thì cỡ khoảng 5 ngày. 5 6 ngày à. Vậy nói chung là nó bữa nay nó cũng bật rồi, chuẩn bị ngày mai thứ ba hả? Vậy mai mốt gì xịt thứ ba được rồi. Vuốt trong thân thôi. Ừ, mai sạch đi vuốt trong thân được rồi, đừng cho nó tích bình cho nó bật ra cái lượng bông nó nhiều một chút nữa. Mấy cái cây nấm hồng viết nó xì cây luôn đó, cái bệnh nguyên thở có mùa mưa nó bị ngã nữa. Ừ. Nè nó xé nằm cái chứ nè. Này nhú hột gạo nè. Xlè thấy không? Được rồi, vậy là quốc cửa ra đi. Xong rồi bắt đầu tiến hành xúc tiến giải phân. Cùng dây nha. Nữa rồi chứ. Hai chục ký này với 10 ký kia. 20 ký 10 60 10. 20 ký 10 60 10 với 10 ký lăng. Tứ xong rồi xịt tàu mầm. Bữa nay bắt đầu nó nhú. Mà vuốt cái cử sao lấy thằng 10 60 10 nè ra qua đồng lọt nè với thằng chai siêu giọt qua đó được anh. Ba loại thôi. Vuốt trong thân lại đi. Nó cũng nhú hột gạo nhiều lắm mày. Ba loại. Chung là nói về tỷ lệ xì mũ thì mình dự là quá ok rồi. Nhúng rồi.
đầu nó tròn quay. Đây nè, là mấy anh em này nó mới chắc nè. Thấm thuốc nè. Mấy nó thấm còn mấy thằng gà trước rồi chưa chắc. Hột gạo nè. Như thằng này cũng ngon nè anh. Này nè. Chỗ này dưới đây luôn nè. Thấy được rồi đó. Ồ, cái này được vô. Đi nghiên cứu kìa. Nãy giờ thấy nãy giờ ra cũng đều đều. Sống nó đủ thì nó đẩy ra luôn. Nhú trơn nè, đây nè. Đây nè. Bữa nay thằng này nó nhú hột gạo nữa nè. Bông này nọ cho ra bút bông đi rồi mình há tiến hành ngừa sơ ngừa xì mũ. Tại vì bữa hổm là mình thu hoạch xong rồi mình chưa người chứ không có không? Tí rồi tí rồi hả? Tí gì? Tí Qualidexin, Michael Z, siêu nấm, tinh dồi gì tứ gì từ luộc dưới rồi nhiều quá đó. Tại vì sư phụ làm cam mình phải chơi vậy chứ. Tí gì mới quen như vậy. Đủ thứ vậy. Tại dân có tiền ở đứa gì đó tới chứ. Cái tạo điều kiện cho đại lý rồi chứ không lẽ mình làm mà mình dành xài mình thôi. Cái quá trời. 8 thùng thôi được chưa? 20 kg tinh dồi. 5 kg này rồi dắt 5 kg mà xương nấm. Tao rồi. Rồi xong nữa. Hôm nay xịt thứ ba cái là chấm phân cho được anh ơi. Nè. Nhìn nó dưới lá mà không thấy sao nó mấy cồ còn màu đó màu xanh đó hả? Ừ còn đóng đó. Còn đóng mấy cồ dưới lá đó. Nhú hột gạo à? Thấy cũng được. Ừ nhưng mà lúc này thì chưa thấy rõ hung. Tuần lễ nữa. Năm nay anh tính gãi nhiều bao? Cỡ 20 rồi nó. 20 với ba kia nó với khoảng 10 gói hoặc 15 gói mít. Ừ. Là 20 bao hữu cơ 068 cộng một bao 3 bao bu mát, 3 bao 20 15. Ừ. Với 10 kg. 10 kg hoặc 15 kg chưa biết nhiêu. 10 đến 15 kg thằng hữu mít. Trộn đều là gãi nha. Trước lấy 20 về gái có 17 bao. Gãi quá trời gãi mà nắm hết. Đen lít luôn rồi. Cây 65 cây gần 2kg mà sao gãi hoài gãi không hết. Có đợt này chắc cũng tầm khoảng 18-20 bịch. Không mà anh thấy cái bài đẩy vô thích lắm. Đẩy vô nó dậy. Ra hết trơn mẹ con nó ra rồi đọt nó đi luôn. Chứ không phải nó đi. Rồi dìu không dìu mà đợt rồi đừng nói dìu dìu có dìu đâu bỏ lại luôn. Tự nó già rồi. Tại thấy lượng bông quá nhiều rồi. Nhiều quá thấy tụi ta chặn quá thì chặn. Ừ. Nhưng mà được cái nó mình gãi cái đó nó khỏe cái cây. Cái cây mình nó bật ra cái lượng bông nó nhiều. Tại trong cái khoảng thời gian mà mình từ lúc thu hoạch trái bây giờ mình đâu có gãi nó kỹ thuật hữu cơ đâu. Mình chờ cho tới giai đoạn làm bông này là mình gãi luôn. Thì đó, tiết kiệm được trong đoạn nhẹ. Nó cũng nhú rồi nhiều lắm rồi. Nhú hột gạo nhiều lắm rồi. Đây. Nhíp anh dai vậy tháng nhiêu? Tháng này là 3 triệu rồi. 3 triệu ở nhà. 3 triệu không đủ tiền ăn với tiền xăng. Người ta đi ta lo hết mà. Trên tấm ngắn chắc không đủ. Ta đi ta lo hết mà.
cái làm mội tối ngày không do chàng làm mội nó kiếm cái thị tha được sáp lên ngay chỗ cái bông nó cho đun chơi vậy, để nó hút ung dưỡng ký 700.000 nè mọi người ơi, ký 700.000 nha. Đây Trung Quốc đang thu mua nè, ký 700.000. Đây cái này là làm thuốc nha, trị bệnh gì mắc ngủ bất động gì nè, nghe nói gì đó mà không biết sao nữa. Đây nè.